Chào các bạn, hôm nay mình muốn gửi các bạn video unbox chiếc Su-35 số hiệu 901 trên bay lần đầu xuất hiện tại triển lãm hàng không Max Zhukovsky năm 2007. Đây chúng ta có thể gọi là chiếc Su-35 đầu tiên của Liên bang Nga. Chúng ta sẽ xem qua một vòng cái hộp. Hộp bị Master rất tiết kiệm bằng cách chỉ sử dụng một mẫu hộp duy nhất cho tất cả các đời Su-35. Chiếc này mình đặt trực tiếp từ xưởng của Hobby Master nên là giá có rẻ hơn ngoài thị trường một chút. Bây giờ tôi sẽ tiến hành bóc cái hộp này ra. Hộp Hobby Master rất chắc chắn, thế nên là các bạn nhìn thấy đấy, tương đối khó để có thể lấy ra được. Và đây tôi sẽ giúp này. Trong hộp này hơi khác một chút và chúng ta sẽ thấy bộ túi tên lửa nằm ở ngoài. Này, các bạn có thể nhìn rõ hai đuôi đứng sẽ hướng dẫn lắp ráp. Và bây giờ tôi sẽ mở chiếc hộp này ra. Tôi cảm thấy rất thích trong cái việc Hobby Master sử dụng hộp xốp để giữ. Vâng, và đây chiếc Su-35. Chúng ta sẽ giữ lại cái lớp giấy này để bảo quản về sau. Này, bộ càng đạp. Hai càng chín. Điểm mới của Su-35 là chúng ta có thể lắp để thể hiện được cái ống xả vector lực đẩy. Có hai cách lắp. Cơ vùng càng, air brake có thể để. Đây chỉ là cơ vùng càng. Trên Su-35 thì không còn air brake như là các đời cũ nữa. Và đây, bây giờ tôi sẽ nhấc chiếc Su-35 này lên. Vâng, đây chính là chiếc Su-35 Hobby Master. Tôi sẽ đưa sát vào thì các bạn nhìn.
phần bụng. Cảm ơn các bạn đã xem video unbox nhé.